Hệ thống đầu tư Atarget xin kính chào tất cả quý nhà đầu tư. Và hôm nay chúng ta sẽ đi giải quyết một câu hỏi. Đó là thị trường trong phiên ngày mai hồi phục hay là rơi tiếp? Và trong bản tin ngày hôm nay thì hệ thống sẽ tập trung chủ yếu về vấn đề này. Và xin kính chào tất cả các anh chị đã theo dõi bản tin của ngày hôm nay. Và các anh chị nhớ like, đăng ký kênh hệ thống Atarget để ủng hộ hệ thống Atarget. Và những thắc mắc và những câu hỏi của các anh chị muốn được giải đáp ngay trong phiên thì các anh chị vui lòng add Zalo của em qua số điện thoại 0936398685. Em xin cảm ơn. Còn bây giờ thì trước khi đi đến và trả lời cái câu hỏi đó với quan điểm của em, quan điểm của hệ thống đầu tư Atarget thì hệ thống sẽ cập nhật với các anh chị về thị trường chung giao dịch trong phiên ngày hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2019. Thì chúng ta thấy rằng trong ngày hôm nay thị trường của chúng ta mở cửa đầu phiên sáng khoảng hơn 9 giờ thì thị trường của chúng ta xanh nhẹ đối với cả chỉ số VN30 và VN Index. Tuy nhiên là sau đó thị trường của chúng ta là một xu hướng áp lực bán bắt đầu xảy ra. Mặc dù là giao dịch vẫn còn eo uột, ảm đạm, tuy nhiên là áp lực bán xảy ra và chỉ số VN Index và VN30 cũng đã bắt đầu giảm từ khoảng độ 9 giờ 30 trở đi. Và điều đặc biệt đó là vào ngày hôm nay, chiều ngày hôm nay thì áp lực bán từ lúc 1 giờ đến 1 giờ 15 rất là mạnh. Và áp lực bán làm cho điểm số của chúng ta giảm khá mạnh trong phiên ngày hôm đó, ngày chiều ngày hôm nay, và cũng làm cho tâm lý của nhà đầu tư khá là hoảng loạn. Nhưng sau đó chỉ số của chúng ta cũng hồi phục và cuối phiên thì đóng cửa cao hơn so với mức giảm sâu nhất vào khoảng độ 1 giờ 15 ngày hôm nay, nhưng cũng chưa phải là một cái cây nến rút chân mạnh, cho thấy rằng cái áp lực bán vẫn chiếm ưu thế trong phiên ngày hôm nay. Về độ rộng của thị trường thì chúng ta thấy rằng là độ rộng thị trường khá thấp khi số mã giảm là gấp đôi số mã tăng, khoảng độ 219 mã giảm trên sàn HOSE, trong khi đó chỉ có 101 mã tăng thôi. Còn đối với chỉ số VN30 thì có 21 mã giảm và chỉ có 4 mã tăng trong ngày hôm nay. Cụ thể là các mã như là EIB, VGC, Novonen và VIX, đây là những cái mã tăng nhẹ trong phiên ngày hôm nay. Còn 5 mã đóng cửa quanh vùng tham chiếu. Và điều đặc biệt là chúng ta thấy rằng như là Vinamilk này, Hòa Phát này, SI, STB, SBT ngày hôm nay là biến động ở quanh vùng tham chiếu. Còn đại đa số là các mã giảm. Trong đó ngày hôm nay thì chúng ta các mã giảm mạnh như là MVKG, CTD, HD Bank, CTG, MBB, Mansan, Techcombank, FPT, VP Bank. Thì chúng ta thấy rằng là trong trạng thái ngày hôm nay thì phiên ngày hôm qua thì riêng có BID và cổ phiếu Vietcombank là đỡ thị trường cũng như là tác động tích cực đến tâm lý. Nhưng mà ngày hôm nay thì các cổ phiếu đó cũng đang giảm nhẹ. BID thì giảm nhẹ hơn, Vietcombank cũng giảm trên 1%. Và đại diện của các cổ phiếu dòng ngân hàng thì chúng ta thấy rằng là chẳng hạn như HD Bank, MBB, CTG, Techcombank và CTG ngày hôm nay cũng giảm khá là mạnh. Và điều đó làm cho điểm số của chúng ta, tác động đến điểm số giảm của chúng ta ngày hôm nay khá lớn. Cùng với các cổ phiếu như là MVKG này, CTD và FPT cũng làm cho điểm số của chúng ta giảm khá là mạnh trong phiên ngày hôm nay. Còn tác động đến điểm số tăng thì chỉ có một số các cổ phiếu mà có sự tác động mua dòng của khối ngoại như là VGC này. VGC tác động điểm số tăng làm cho mặc dù cái điểm số tác động điểm số tăng cũng không quá nhiều. Trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy có một điều mà chúng ta thấy tích cực, đó là khối ngoại mua dòng. Khối ngoại mua dòng trong phiên ngày hôm nay đối với sàn HOSE khoảng là 42 tỷ đồng. Sàn HNX thì giá trị mua dòng nhỏ, khoảng độ hơn 1 tỷ đồng. Thì việc khối ngoại mua dòng trở lại sẽ là hỗ trợ khá lớn đến tâm lý của nhà đầu tư. Tuy nhiên là cái giá trị mua dòng cũng chưa quá lớn. Điều này cũng chưa ảnh hưởng và chưa tác động nhiều đến trực tiếp giao dịch của các cổ phiếu. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng chú ý một số các cổ phiếu như là HPG, VIC này, cả VHM, VRE hoặc Vinamilk trong ngày hôm nay thế thôi, hoặc HVN. Thì chúng ta thấy rằng PVC, BIT thì những cái cổ phiếu mà khối ngoại mua dòng thì sẽ tác động khá nhiều đến tích cực đến giao dịch và làm cho cổ phiếu cũng một là bớt bị giảm trong thị trường của chúng ta giảm mạnh, hai là cổ phiếu có thể tăng như là VGC, PVC cũng tăng khá là tích cực. Thì cho thấy là
cái khối ngoại không những ảnh hưởng đến tâm lý, ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch của cổ phiếu cũng như là ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái của cổ phiếu. Những cổ phiếu mà có khối ngoại mua dòng thì đa số là những cái cổ phiếu đang khá là tích cực và tích cực hơn thị trường ở trong cái thời điểm hiện tại. Và ngược lại là những cái cổ phiếu mà khối ngoại bán dòng thì cho thấy là cái tâm lý khá là bi quan và áp lực giảm thì cũng khá mạnh ở trong cái thời gian vừa qua. Thì nhìn chung là khối ngoại sẽ là một cái phần mà tác động khá lớn đến tâm lý của thị trường. Khối ngoại mua dòng này, tự doanh mua dòng, đó cũng là những cái thông tin tích cực. Tuy nhiên là về giao dịch thì hiện tại là áp lực lực cầu thì vẫn còn yếu, lực bắt đáy trở lại nhưng mà cũng không quá mạnh, và đóng cửa của thị trường cũng là một cái cây nến rút chân thì chưa quá mạnh. Thì khá nhiều các anh chị đã hỏi em rằng đó là thị trường của chúng ta còn rơi nữa hay không, hay là thị trường của chúng ta hồi phục. Và bản chúng ta cập nhật qua những cái diễn biến ở ngày hôm nay, tiêu cực thì cũng có về những cái giao dịch ở trong phiên, cũng như là tích cực cũng có như là khối ngoại, khối tự doanh của chúng ta mua dòng trở lại và một số các cổ phiếu đã chạm những cái vùng hỗ trợ, thì đó cũng là những cái thông tin tích cực. Tiêu cực thì cũng xảy ra và chúng ta nhìn thấy là tiêu cực như là độ rộng thị trường khá là thấp khi áp lực giảm điểm chủ yếu này, cây nến rút chân ngày hôm nay thì cũng không quá mạnh, thì các yếu tố tích cực sẽ xen lẫn với các yếu tố tiêu cực. Vậy về cái xu hướng ở trong ngắn hạn mà chúng ta cần phải giải quyết, đó là chúng ta thấy rằng cái nhịp hồi phục có xảy ra hay không. Chúng ta cùng thống nhất với nhau đó là xu hướng tăng của chúng ta đã bị vi phạm rồi, và thị trường của chúng ta đang là một cái xu hướng xuống ở trong trung hạn và trong trung hạn. Và như những cái bản tin vừa qua thì hệ thống cũng đã chia sẻ về quan điểm của mình, đó là thị trường của chúng ta đang là một xu hướng xuống ở trong trung hạn, nhưng trong ngắn hạn thì cũng đang kỳ vọng rằng sẽ có nhịp hồi phục xảy ra. Tuy nhiên là lực cầu khá yếu và làm cho những cái phiên vừa qua dòng tiền khá yếu, nên là phiên ngày hôm nay chịu cái áp lực bán xảy ra một chút là điểm số của chúng ta cũng giảm khá là mạnh. Về hệ thống đánh giá, chúng ta xét xem về nến trong vòng nến giờ. Nến giờ ngày hôm nay thì về đối với chỉ số RSI thì chúng ta thấy rằng về nến giờ ngày hôm nay cũng là có những cái sự phân kỳ nhẹ. Sự phân kỳ nhẹ này thì cũng chưa khẳng định được điều gì cả. Nghĩa là chỉ là những cái dấu hiệu và tín hiệu cho thấy rằng là khi mà xảy ra những cái sự phân kỳ này thì có thể điểm số của chúng ta sẽ hồi phục lại, nghĩa là sẽ hồi phục được ở trong nến giờ. Nhưng cái mức độ gọi là độ tin cậy thì cũng chưa quá lớn. Về nến giờ thì chúng ta thấy rằng cái sự phân kỳ ngắn hạn thôi, nhưng mà cái sự xác nhận thì cũng chưa quá lớn. Và quan trọng hơn là chúng ta sẽ xem xét xem là để trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ nhìn đến ngày là sẽ là rõ ràng hơn. Về nến tuần thì chúng ta thấy rằng là xu hướng đã bị gãy rồi nhá. Chúng ta chỉ kỳ vọng ở trong ngắn hạn đó là hồi phục ngắn ở trong ngắn hạn thôi. Còn nến tuần là đã là một cái chen xuống rồi. Đến ngày thì chúng ta sẽ quan sát thêm. Đó là chúng ta sẽ kẻ với đường Fibonacci nhá. Thì hiện tại hệ thống chủ yếu xét đối với chỉ số VN30 thôi. VN30 thì sẽ thể hiện rõ hơn về bản chất của thị trường. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng là cái xu hướng giảm điểm với những cái phiên giảm điểm là chủ yếu nhé, và rất nhiều phiên giảm điểm và xen kẽ chỉ là 1 đến 2 phiên hồi phục xanh điểm trở lại thôi. Thì đến với chỉ số của chúng ta ngày hôm nay thì cũng đã chạm vào đường Fibonacci 61,8, thì cho thấy là cái mức độ giảm từ đỉnh đến vùng cái hiện tại thì cũng là mức độ giảm khá là mạnh khi đường Fibonacci chạm về mức 61,8. Và khi về chạm với mức 61,8 này thì cho thấy cái đà giảm khá là mạnh, và nếu mà cái đà hồi phục thì cũng sẽ, giả sử từ mức mốc này hồi phục trở lại thì cũng sẽ không quá mạnh, nghĩa là sẽ rơi vào cái khung đó là từ 38,2 đến 23,6. Đây là những cái vùng nếu mà thị trường của chúng ta hồi phục tại vùng này thì chúng ta chỉ kỳ vọng được quanh vùng này, đó là vùng hồi phục tối đa của thị trường ở trong nhịp này thôi, và sau đó lại đi xuống giảm. Đấy là về cái kịch bản mà chúng ta, nếu chúng ta nói đó là cái sự hồi phục ở trong vùng này. Tuy nhiên về cụ thể thì chúng ta phải xét như thế nào. Thì hệ thống đánh giá là vùng 880 đến vùng 885
Thứ nhất là về Fibonacci là cũng quanh cái ngưỡng hỗ trợ rồi. Đây cũng là những quanh những cái ngưỡng hỗ trợ nhé. Thì ngoài ra thì cái vùng 880 chia sẻ với các anh chị, đây là cũng là những cái ngưỡng kháng cự này, sau đó trở thành hỗ trợ này. Và đây cũng là quanh những cái vùng hỗ trợ những cái nhịp trước. Thì theo hệ thống đánh giá là với những cái áp lực ở trong ngắn hạn và cuối phiên ngày hôm nay thì cho thấy là cái đà giảm vẫn có thể tiếp tục vào diễn biến trong phiên sáng ngày mai, nghĩa là chưa thể dừng ngay được với cái áp lực vẫn còn giảm, và khả năng là trong sáng ngày mai thì chỉ số của chúng ta có thể chạm về vùng 880 đối với VN30 nhé, nghĩa là giảm có thể giảm thêm 3 đến 5 điểm nữa. Và khi mà chạm vào những cái vùng này là những cái vùng hỗ trợ, nghĩa là về vùng tầm 880 này, bây giờ đang là 885.7 đúng không ạ, thì chạm về vùng này hỗ trợ, có thể chạm về vùng này hỗ trợ và sau đó sẽ hồi phục và xác nhận một cái nhịp hồi. Và nếu mà phiên ngày mai mà phiên chiều mà hồi phục rất mạnh, tạo thành những cái cây nến Majubozu chẳng hạn, đây nhá, giả sử nhá, giả sử đây, chúng ta thấy rằng đây là hệ thống chỉ giả sử thôi, đó là cái phiên này là một cái phiên giảm điểm rất là mạnh này, thì sau khi sáng ngày mai mở cửa này thì cũng quanh cái mức đóng cửa ngày hôm trước, sau đó là tạo thành một cái giảm điểm này, và sau đó cuối phiên tạo thành những cái cây nến hồi phục khá là tích cực như này, thì xu hướng là sẽ hồi phục, thì hệ thống đang kỳ vọng sẽ có những cái cây nến này xảy ra trong ngày mai. Còn với cái mức độ mà giảm ngày hôm nay thì cho thấy là chưa dừng lại được, khả năng vẫn còn giảm thêm. Nhưng mà tại sao hệ thống đánh giá là cái biên độ giảm thêm chỉ khoảng độ tầm 3 đến 5 điểm nữa? Thì chúng ta sẽ xét theo khía cạnh của các, một là về hỗ trợ nhé, của VN30 cũng như là về hỗ trợ của thị trường, về quanh đường Fibonacci này. Và tiếp theo nữa là theo hệ thống đánh giá là điều quan trọng chúng ta sẽ quan sát những cái cổ phiếu blue chip. Blue chip là những cái cổ phiếu mà hay tác động đến điểm số của thị trường. Thì đầu tiên là về các cổ phiếu GAT này. GAT thì chúng ta thấy rằng là GAT hiện tại là quanh vùng 100 cũng sẽ là những cái vùng gọi là chúng ta thấy rằng các mốc chẵn như là 50, 100, 150, 200 ấy, thì là những cái mốc mà hỗ trợ rất mạnh hoặc là kháng cự rất mạnh. Để giảm qua mốc này thì cần khá nhiều thời gian, hoặc là mất rất nhiều thời gian, hoặc là để tăng qua mốc này cũng cần khá thời gian tích lũy. Thì đối với cổ phiếu GAT hiện tại đang về 108 rồi, 100.8, thì thông thường là theo hệ thống đánh giá là có thể sẽ về vùng 100 hoặc là quanh vùng 99.99.5 và sau đó sẽ hồi phục trở lại. Thì GAT là quanh cái ngưỡng hỗ trợ rồi, GAT quanh ngưỡng hỗ trợ mạnh này. Tiếp theo là những cái cổ phiếu chẳng hạn, chia sẻ với các anh chị, GAT thì chẳng hạn chúng ta thấy rằng theo lịch sử đây, chúng ta thấy rằng GAT cứ quanh vùng 100 này, quanh vùng 100 có thể về 98.599 lại hồi phục trở lại này. Đấy ạ, quanh vùng 100. Và đây tạo thành những cái vùng hỗ trợ khá là mạnh trong thời gian vừa qua rồi. Thì GAT ở vùng này thì cũng quanh vùng 100, thì các anh chị lưu ý nhé. Khi mà GAT ở quanh vùng đó thì hiện tại 100.8 thì khả năng về 100 thì cũng sẽ tác động nhẹ đến điểm số giảm ở thị trường nhé. Một số các cổ phiếu khác như là BVH này. BVH thì chúng ta thấy rằng là hiện tại BVH cũng đang quanh những cái vùng gọi là vùng đáy cũ này. Một đáy, hai đáy, à, ba đáy này. Chúng ta thấy rằng BVH cũng quanh những cái vùng đáy cũ rồi. Có thể rung lắc và giảm thêm một chút nữa thôi. Rung lắc giảm thêm một chút nghĩa là cái điểm số của chúng ta sẽ có thể sẽ tác động đến điểm số giảm này. Một số các cổ phiếu khác chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng là FPT. FPT thì ngày hôm nay cũng về những cái vùng gọi là hỗ trợ của đáy cũ này. Hỗ trợ của đáy cũ này. Khả năng vẫn có những cái cửa hồi tiếp của FPT nhé. Hoặc là MVKG này. MVKG thì chúng ta thấy rằng ngày hôm nay thì cũng so với cái phiên giảm mạnh rút chân ngày hôm trước, ngày hôm nay cũng là một cái phiên test lại. Thì đối với MVKG thì nhìn chung là xu hướng của MVKG là vẫn xuống. Xu hướng là vẫn xuống nhé. Xu hướng chủ đạo là đang đi xuống. Nhưng ngắn hạn thì cũng đang chạm gần cái vùng đáy cũ để khả năng cũng có thể là sẽ hồi này. CTG này. CTG thì chúng ta thấy là một cái đặc điểm đối với CTG ngày hôm nay giảm điểm khá mạnh, với cái cây nến gọi là cây nến giảm điểm khá là mạnh như này. Giả sử đây cũng là một cái cây nến giảm điểm này. Khối lượng quanh mức trung bình và ngày hôm nay thì khối lượng tăng nhẹ hơn so với mức trung bình. Thì với cái việc như thế này thì chia sẻ với các anh chị là thông thường là sẽ giảm thêm chẳng hạn sáng ngày mai thì xác suất cao là sẽ giảm thêm rồi.
Tuy nhiên là giảm thêm cũng quanh cái ngưỡng Fibonacci 78.6 này, thì với cái mức độ đang trong quá trình giảm này, giảm nhẹ nhẹ tạo thành rút chân và giảm mạnh như này, thì khả năng sẽ giảm thêm và cái khả năng cũng sẽ có thể sẽ có những cái nhịp hồi phục trở lại đối với CTG này. Một số các cổ phiếu Sabeco này, Sabeco thì chúng ta thấy rằng trong ngày hôm nay thì cũng có những cái sự rung lắc, tuy nhiên là cũng chạm những cái vùng đáy cũ, những cái vùng đáy đầu năm này. Sabeco này cũng chạm những cái vùng đáy đầu năm này, thì cho thấy là cũng là một trong những cái mức hỗ trợ của thị trường. Khi mà Sabeco hồi phục ấy, thì sẽ tác động đến điểm số của thị trường này. Vietcombank này, Vietcombank thì ngày hôm nay thì vẫn chưa chạm đáy cũ, thì cái khả năng Vietcombank giảm cũng quanh quanh vùng 84, có thể lại hồi phục trở lại và hồi phục thêm một nhịp nữa nhé. Nhìn chung Vietcombank thì chen xu hướng là trong trung hạn thì đang có dấu hiệu vi phạm là chen xu hướng rồi, thì cái phiên mà hệ thống khuyến nghị các anh chị bán hết ở vùng này rồi. Còn vấn đề là ngày hôm nay thì cái nhịp này ngắn hạn thì khả năng là vẫn sẽ có thể hồi thêm. Thì nhìn chung là về hoặc một số cổ phiếu mà chẳng hạn như là SI này, chúng ta thấy là chạm những cái vùng hỗ trợ này, chạm vùng hỗ trợ VGC là còn xu hướng tăng này, còn đang tích cực đối với cổ phiếu VGC này. Thì nhìn chung là đến cái thời điểm này thì hệ thống dựa theo những cái cổ phiếu mà trụ, một số các cổ phiếu trụ ấy, thì hệ thống đánh giá là cái đà giảm của thị trường vẫn có thể sẽ tác động đến trong phiên sáng ngày mai. Trong phiên sáng ngày mai nghĩa là đang trong quá trình này rồi, kết hợp với những cái hỗ trợ kháng cự của thị trường này, kết hợp với các cổ phiếu blue chip ở trên thị trường này, thì hệ thống đánh giá là có thể áp lực giảm sẽ diễn biến ở trong phiên sáng ngày mai. Tuy nhiên là phiên chiều ngày mai nếu xảy ra những cái cây nến rút chân như thế này và cái đà tăng điểm trở lại thì sẽ hỗ trợ cái thị trường hồi phục khá là tốt, vì cái biên độ biến động trong phiên sáng ngày mai có thể là vùng 885 đến 880 và sau đó là thị trường hồi phục trở lại. Thì đó là một trong những cái kịch bản khá là tích cực nhé. Thì theo hệ thống đánh giá là kịch bản đó sẽ xảy ra khoảng độ 60%, 60% nghĩa là hệ thống đang nghiêng về khả năng là thị trường giảm nhẹ thêm một chút rồi sau đó là hồi phục. Còn tuy nhiên ở trong một xu hướng giảm thì đôi lúc là chúng ta cũng chưa nói được một cái điều gì, chúng ta chỉ là kỳ vọng ngắn hạn là hồi phục thôi, hồi phục như vậy thôi. Còn trong xu hướng ngắn hạn và trong xu hướng giảm ấy, thì có thể sẽ có những cái điều này xảy ra. Và hệ thống xin lấy lại một số cái kinh nghiệm như sau. Giả sử như là BVH này cũng đang ở trạng thái như này, SI cũng đang ở trạng thái như này, thì nếu mà trong một cái xu hướng giảm ấy, mà xảy ra đây là những cái phiên mà thùng đáy, chẳng hạn như là BVH của chúng ta thùng đáy này, SI của chúng ta thùng đáy, và những một số các anh chị cũng hỏi chẳng hạn như là GAT hôm nay chúng ta phải bán hay không này, BVH phải bán hay không, SI phải bán hay không ấy. Nếu mà vi phạm nguyên tắc bán của chúng ta rồi, vượt qua 7-8% thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải bán cắt lỗ rồi. Còn nếu mà nhiều anh chị bảo GAT mới giảm tầm 3% ấy, mà đang quanh ngưỡng hỗ trợ, thì hệ thống sẽ không khuyến nghị các anh chị bán ở vùng này nữa. Nghĩa là BVH này, SI này, GAT này, các anh chị sẽ không bán ở vùng này nữa. Tuy nhiên nếu mà xảy ra cái phiên này, xuyên giống phiên HBC là phiên này, đó là một cái phiên giảm điểm khá là mạnh và khối lượng tăng vọt, cho thấy rằng cái xu hướng, nghĩa là những cái vùng đáy ở vùng này đã bị xuyên thủng. Mặc dù thị trường có hồi hay không hồi, nhưng vấn đề là khi đã xảy ra những cái trạng thái này thì bắt buộc là chúng ta phải bán nhé. Chia sẻ với các anh chị cả BVH cả SI như vậy. Và nếu BVH SI mà tiếp tục thủng đáy thì thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục giảm, đa số xác suất cao là như vậy. Thì tiếp tục giảm thì cái vùng tiếp theo đối với VN Index, đối với VN30 ấy, thì có thể quanh vùng 60. Còn về cái vùng sâu hơn đó là vùng 845, đó là những cái kịch bản mà thị trường của chúng ta rất rất tiêu cực, chia sẻ với chị. Đó là kịch bản thị trường rất rất tiêu cực là về vùng 860, hoặc là tiêu cực hơn nữa về vùng 845 thì gần như là mất sạch cái đà tăng của chúng ta từ đầu năm đến giờ. Từ chúng ta thấy rằng vâng, mất sạch cái đà tăng của chúng ta từ giữa tháng 6 đến giờ và cũng chạm luôn cái vùng đáy của từ đầu năm của chúng ta, thì đấy là những cái kịch bản rất rất là tiêu cực. Và khi xảy ra những cái kịch bản như vậy thì hầu hết tất cả các cổ phiếu của chúng ta đều giảm
và không có nhịp hồi nào xảy ra cả. Đấy là những cái kịch bản đó thì xác suất cũng rơi vào tầm 30-40% nếu mà xảy ra trong nhịp này. Khi đó thì chúng ta thấy rằng GAT gãy kênh, BVH gãy kênh, Sapeco tiếp tục giảm, hoặc là Vinamilk. Lúc ấy quên chưa đề cập đến Vinamilk. Vinamilk cũng là một cái cổ phiếu mà khá quan trọng đối với thị trường. Thì Vinamilk các anh chị thấy rằng trong ngắn hạn như thế này thì đã tạo thành gọi là ba đáy, ba vùng đáy này, gần như là 1, 2, 3, 4 này. Gần như là chúng ta thấy là quanh biến động ở quanh vùng 121 khá là nhiều, 121, 122 tạo thành những cái kênh đến rút chân này. Thì Vinamilk hệ thống sẽ kỳ vọng là sẽ hồi phục trở lại. Nhưng mà mức độ hồi phục thì cũng không quá mạnh đâu nhé. Mức độ hồi phục ở vùng này thì cũng không quá mạnh. Và khi hồi phục không quá mạnh như vậy thì hồi phục có thể lên 125, 124, 25, 25. Thì chia sẻ với các anh chị Vinamilk hồi phục cũng không quá mạnh. Tuy nhiên là nếu mà Vinamilk hồi phục thì sẽ tác động tích cực đến thị trường, thì sẽ quay trở lại. Chúng ta sẽ thấy rằng là dựa vào những cái trạng thái của các cổ phiếu blue chip thì hệ thống đánh giá là cái xác suất mà phiên sáng ngày mai, vì cái đà giảm, nghĩa là chúng ta thấy là đang giảm thì cái đà giảm sẽ còn tiếp tục thêm một chút nữa, và cái ngưỡng hỗ trợ mạnh hơn ở vùng 880 ấy, thì khả năng là thị trường buổi sáng sẽ giảm và buổi chiều sẽ hồi phục trở lại tích cực. Như vậy thì hệ thống đánh giá là đang với cái xác suất tầm 60%. Còn vấn đề là chẳng hạn nếu mà thị trường của chúng ta ngày mai tiếp tục lại giảm nữa thì khoảng độ 30-40% cái xác suất, nghĩa là tiếp tục tạo thành một cái cây nến giảm nữa, và khi đó thì chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều các cổ phiếu của chúng ta sẽ tiếp tục giảm, như là GAT này, tất cả các Sapeco thủng hết đáy này, BVH thủng hết đáy, SAI thủng hết đáy, và gần như là chúng ta thấy rằng là như vậy thì đó là những cái trạng thái rất là tiêu cực. Và khi đó thì chia sẻ với các anh chị là những anh chị nào mà vẫn đang kẹt cổ phiếu, giả sử những cái trạng thái bán mạnh như vậy và khối lượng vẫn tiếp tục ra thì xu hướng vẫn còn giảm tiếp, thì đó là các anh chị nên gọi là nếu mà đang còn kẹt cổ phiếu là phải bán hết. Chia sẻ với anh chị, chúng ta vẫn chưa biết đáy là đâu khi mà xảy ra những cái phiên bán mạnh tiếp theo nữa đó. Chia sẻ với các anh chị là như vậy. Còn những anh chị nào mà chúng ta đang cầm tiền thì các anh chị vẫn chưa tham gia được, nghĩa là cả trung hạn và ngắn hạn ở vùng này thì chúng ta lại chưa tham gia được. Càng rất nhiều các anh chị bảo là xu hướng, nghĩa là hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam ấy, thì mọi người bây giờ đang sợ hãi rồi thì chúng ta bắt đầu tham lam, chúng ta mua vào. Nhưng mà chia sẻ với các anh chị đó là có thể các anh chị bây giờ mua vào thì cổ phiếu vẫn có thể giảm thêm 15-20% nữa. Thì thay vì đó là chúng ta hãy chờ đợi là cổ phiếu xác định nhận đáy, ok, biết rằng là trung hạn là chúng ta sẽ mua dần từng phần, nhưng vấn đề là chúng ta hãy chờ đợi cổ phiếu xác nhận đáy, xong đó rồi chúng ta gom từng phần, hơn là trong quá trình mà cổ phiếu đang rơi. Đấy là trong trung hạn là như vậy nhé. Còn trong ngắn hạn, giả sử như là hiện tại thì vẫn chưa có tín hiệu thực sự là xác nhận hồi phục, thì việc các anh chị đánh T cộng và T 3 thì vẫn có những cái rủi ro nhất định. Thì an toàn nhất về tổng thể là các anh chị sẽ là tiếp tục quan sát đối với thị trường. Còn các anh chị nào đang bị kẹt cổ phiếu thì chúng ta lưu ý những cái trạng thái gọi là chặt chẽ, quan sát chặt chẽ để có những cái hành động, mặc dù ở trong thời điểm này rất khó, hành động rất khó nếu mà các anh chị phải tiếp tục phải bán ra, nhưng mà chúng ta phải quan sát chặt chẽ. Và hệ thống đánh giá là với phân tích tổng hợp về các blue chip, các ngưỡng hỗ trợ kháng cự của thị trường thì cũng sẽ kỳ vọng rằng cái nhịp hồi phục sẽ sớm trở lại đối với thị trường của chúng ta. Tuy nhiên là chúng ta sẽ theo dõi và quan sát tiếp theo đối với thị trường nhé. Vâng ạ, thì ngày hôm nay thì hệ thống đang đi tập trung chủ yếu giải quyết vấn đề là hồi phục hay là rơi tiếp thôi. Thì hệ thống đưa ra những cái khía cạnh, quan điểm và góc nhìn như vậy thì hy vọng sẽ hỗ trợ cho các anh chị trong cái quá trình để chúng ta đưa ra những cái quyết định đầu tư một cách tốt nhất. Vâng ạ, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi bản tin của hệ thống trong ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các anh chị trong những bản tin tiếp theo. Các anh chị nhớ like video và đăng ký kênh Atarget để ủng hộ hệ thống đầu tư Atarget và để ủng hộ tinh thần của em. Xin cảm ơn.